chào mọi người, mình giới thiệu đến mọi người Lenovo ThinkPad X280. X280 thì nãy mình có lên một cái video. Con này là con khác nha mọi người. X280 này thì cũng cái ngoại hình đó, thì cái vỏ cũng đẹp, cái vỏ cũng rất là đẹp luôn. Nói chung là cái cấu hình thì hệt nhau, nó chỉ khác chỗ là con này là màn hình HD chứ không phải Full HD. Cái này là cũng đều là đều che camera với lại mở camera đó mọi người. Màn hình 12.5 inch, máy thì không có lỗi lầm gì hết, đều bật ngửa 180 độ nè. Rồi các ngõ kết nối là đầy đủ hết, ngõ sạc bằng Type-C kết nối, nói chung là đầy đủ ngõ kết nối, cũng chỉ nhẹ, chỉ có một cái mốt thôi mọi người, tiện sách đi lại rồi vậy á. Cái phím thì có bóng không mọi người ha, có bóng nhưng không có mờ chữ nào hết trơn á. Phím thì tí nữa mình sẽ dán phím luôn á, mình dán cái phím quốc tế lên á. Thứ nhất là nhìn á, nó phím thì phím zin, ví dụ phím mà mình nhiều người kêu là muốn thay phím hay gì đó, mà mình nghĩ là phím zin mà đang còn tốt như vậy thì không có nên thay làm gì. Phím dù sao phím zin rất là mềm nữa, mà mình có thể mình dán phím lên là vừa có phím quốc tế, gọi là nó không bị ký tự Nhật nè mọi người nè, và nhìn nó cũng đẹp hơn nữa. Tí nữa mình sẽ dán và mình view cho mọi người xem luôn. Còn đây i5 Gen 8 mọi người ha, cái cấu hình của nó nè, màn hình là đẹp nha mọi người, Full HD nhưng mà đẹp, HD nhưng mà đẹp, không có lỗi lầm gì hết trơn á. i5 8350U, RAM 8GB và SSD là 256GB. Vậy thôi, chỉ có là màn hình nó không có Full HD thôi, mà giá thì cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 4.9 triệu. Hoạt động hoàn hảo, máy kèm sạc. Bây giờ mình sẽ dán phím mà mọi người ha, mình tạm dừng. Rồi á mọi người, mình đã dán cái dán phím lên. Nhìn thì nó sẽ gọi là nó sạch sẽ hơn á mọi người, sạch sẽ hơn, nó đỡ bóng hơn. Giống như là mình có chừa cái này nha, mình đang lột ra nè. Rồi mình chừa thì đúng cái phím quốc tế thì nó sẽ không có. Cho nên là mình dán vô mọi người. Rồi, đó. Cái này á là phím Nhật nó cũng không có, thật sự ra mình quay như vậy là để mọi người thấy là đây, phím Nhật đó là nó không có cái này, cái phím quốc tế bình thường mình không sử dụng, và mình che nút nó lại ha. Còn nếu như mà mình bấm về phím Nhật á thì cái đó mấy cái tự Nhật người ta sử dụng. Còn cái này á là Atlas thì mình Atlas thôi, bấm theo thôi. Đó. Rồi dán vô ha mọi người ha, dán cho nó đều thôi. Đó. Đây. Rồi nha mọi người, mình thấy là nó cũng đẹp và sạch sẽ đó. Còn cái phím thì nó có bóng như mà nãy mình view á. Ví dụ như mà ai kỹ tính hơn á thì về mọi người tự lột ra đi, chứ mình lỡ dán rồi mình sẽ tặng thêm cho một người một tấm này, mọi người tự lột kiểm tra và dán lại kiểu vậy đó ha. Con này chỉ có 4.9 triệu thôi nha mọi người. i5 Gen 8 nè, máy hoạt động hoàn hảo, chỉ là màn hình không có Full HD thôi, còn lại là máy ok á mọi người, vỏ cũng rất là đẹp, mình cảm thấy là giá nó cực kỳ rẻ luôn á. Cái cầm cái số tiền đó mà để sở hữu một cái laptop ThinkPad mà thế hệ 8, i5 Gen 8, RAM 8 SSD 256, hoạt động hoàn hảo, pin trên 3 giờ kèm sạc luôn, 4.9 triệu là mình nghĩ trong cái tầm giá cực kỳ ok. Rồi ai chốt thì inbox mình ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn mọi người đã xem kênh của mình. Máy thì kèm sạc nha mọi người, mình sẽ tặng cho mọi người một cái tấm này nữa để mọi người về dán lại theo cái ý của mình, dán là đẹp. Nhiều khi là nãy là mình làm video mình tạm dừng, mình tạm dừng á mọi người, xong rồi mình dán vội vàng đó, nó sẽ không có đẹp, giống như mọi người kỹ càng từng cái một, cũng rất là ok đúng mọi người, nhìn sạch sẽ ha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem kênh của mình nha.